Hello cho anh em trở lại thứ ba Mobile Việt nha, và chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình cùng bạn bè. Hôm nay mình sẽ chơi trang phục mới nhất của Roi, Hỏa Long Công Chúa Hỏa Long anh em ơi. Trang phục này đã bị ngâm tại máy chủ mặt trời không biết bao nhiêu năm trời rồi, và bây giờ chị cái đán mới nhả ra cho anh em máy chủ mặt trời chơi. Chứ các anh em máy chủ khác thì chơi chán, chơi chê, không thèm chơi nữa rồi. Nhưng mà một trang phục của Roi có hiệu ứng kỹ năng thì chắc chắn rồi, anh em máy chủ mặt trời chúng ta phải xúc nha. Giá thì cũng không mắc đâu, nói chung là một vị tướng dùng để đánh team, gọi hội rất là vui khi mà chúng ta đi chung với team. Còn nếu các bạn đi lẻ, các bạn đi solo, rank đơn thì anh em sẽ cảm thấy Roi không phù hợp với mình, trừ khi các bạn rank cao thôi. Còn đây vừa là chơi Roi rất là khó chơi nhá. Bởi nhiều khi mình gọi hội thì hội không tới chơi, mà nhiều khi mình đặt nhầm chiêu cuối thì hội tới chơi rất là đông. Đấy, cái điều rất là không có thể kết hợp với Roi được. Bởi Roi thì nhiều khi mình phải chơi chiến thuật, và rất nhiều chiến thuật khi anh em xem đấu giải. Đây là một con bài rất mạnh trong đấu giải nhá. Còn đánh rank thì rất là bình thường thôi, thậm chí là bị anh em lãng quên bỏ rơi. Chiêu 1 đẩy được 2 lần nhé. Chiêu 2 đặt ra một cái vòng tròn, đồng đội chạy vào đó thì được về và hồi đầy máu luôn, chạy ra rất là nhanh. Chiêu cuối thì gọi hội nhé. Mỗi kỹ năng thì nói cho anh em chưa biết. Thực ra bây giờ cũng rất nhiều anh em mới chơi game được mobile, và anh em mới chơi game được mobile chưa biết chơi vị tướng nào thì nhớ lên kênh mobile, anh em nhớ tìm tên tướng và viết mobile Việt, thế là anh em sẽ có một đống clip về tướng đó để các bạn tham khảo để chơi nhé. Cái này thì khống chế cũng khá là khó chịu. Rồi gọi hội bắt Yao Su. Anh em ơi lên. Ấy ấy, anh em lên rất là đông. Nhưng mà Yao Su chạy mất tiêu rồi. Dạ thì thôi. Chứ đầu game thì cái chiêu cuối nó cũng không quá là tác dụng lắm đâu. Cái chiêu cuối khi mà đánh đơn ý, tác dụng trong những pha mà mình ép trụ, ép trụ cực kỳ lợi nha anh em nhé. Hoặc là mình muốn đẩy trộm trụ ý, chơi chiến thuật đẩy lén anh em rất là hiệu quả luôn nhé. Tí nữa thì mình có lợi thế, mình sử dụng chiêu cho anh em thấy về cái sự lợi hại của cái combo Roi. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt chiêu 2, đồng đội về hồi máu, sau đó đặt chiêu cuối. Trước khi chiêu 2 giật về thì phải đặt chiêu cuối trước nhé. Đấy, đồng đội sẽ vào hồi máu, sau đó thì ai ít máu thì chạy vào cái chiêu 2, sau đó ấn cái chiêu cuối là bay lên chiến đấu tiếp, không phải lo là ép trụ sẽ hết máu, mà chúng ta ép trụ luôn luôn là đầy máu anh em ơi. Và đến thời điểm cuối game khi hồi chiêu đủ rồi thì yên tâm nha, về đi bạn ơi, bây giờ lại ra đi ra bắn đi, rồi ai yếu máu thì về nhá. Ủi choáng đau nhở, mình khống chế cái này hay đấy anh em thấy chưa, cái sự lợi hại luôn, giao tranh của Roi không biết chơi chưa hay. Rồi bây giờ lại về hơi máu, ảo tung cái chảo. Anh em đánh thành thạo Roi khi mà đặt chiêu 2 giúp đồng đội hồi máu và đồng đội yếu máu chạy về. Nếu mà đặt chiêu 2 thì đặt ở phía sau nâng đồng đội nhé, đừng đặt trước mặt tướng địch. Thấy ai yếu máu hoặc là đang giao tranh có thể sẽ yếu máu thì anh em đặt chiêu 2 ở vị trí sau lưng đồng đội, nhớ nhé. Luôn luôn đặt chiêu 2, đừng có thấy đồng đội ít máu rồi thì mới đặt. Chúng ta phải đoán được là đồng đội sẽ ít máu, hoặc là thậm chí chúng ta đặt đi, cứ đặt trước đi, đồng đội cần về thì sẽ về. Đấy, chứ không phải là nhìn thấy đồng đội gần lên bảng đánh số rồi mới đặt chiêu 2, lúc đấy là quá muộn màng rồi anh em ơi. Ai cần về thì về nha. Ủa, không ai cần về luôn. Đây là cái đặt chiêu để cứu đồng đội khi mà đồng đội đang giao tranh mà bắt ít thì mình có thể đặt chiêu cuối để đồng đội ấn go chạy về. Đấy, chỉ có cách chơi thì có vậy thôi. Nhưng mà Roi là vị tướng chiến thuật, và chiến thuật theo team anh em nhé. Còn chiêu của nó, chiêu gây đam chỉ có một cái chiêu 1 bắn 2 lần thôi, chiêu cuối cũng một xíu đam thôi. Chiêu cuối là cái chiêu búp rất là mạnh, nếu mình đặt hợp lý thì sẽ giúp team win luôn, còn nếu mình đặt không hợp lý thì giúp team đi vào lòng đất. Đấy, vị tướng rất là thú vị nha anh em nhé. Ok, đánh ra thì trang phục khá đẹp của Roi thì anh em nhớ phải săn luôn. Trang phục hiện tại là đẹp nhất của Roi rồi đấy các bạn ơi. Ồ,
rồi, mình tới mình KS mạng chứ cái gì thì ăn thôi em ơi. 6 phút team mới ăn có đâu đây 4 mạng, mình ăn 2 hỗ trợ 2. Ồ bà ô bạn ra biết thủ đường rồi, thôi cũng về đi bạn ơi. Mù rác này giật bóng về rồi bà ô, hay tuyệt vời nhé. Chúng ta chưa một hai lần cũng khống chế khó chịu hết đấy anh em ơi. Vừa cơm lạng vừa hất đối địch ra xung quanh. Đó. Nhớ là một nên mà đã belit để cấu rỉa nhá. Trang bị thì cái này anh em nên đồ semi hoặc chơi phương phép được. Nhưng mà mình nghĩ thì những cái đồ phép ý, anh em nên những cái trang bị mà có máu đa, có hồi chiêu nhiều nhiều vô. Bởi mình phải dùng chiêu liên tục để khống rỉa, để hỗ trợ đồng đội mà. Ghép liên tục nha anh em. Cái thế trận ghép, ghép win cực kỳ dễ với đâu y. Đấy, thế mới nói là đây là một từ đấu giải ở vòng loại rất là hot pick luôn. Thả ra là tranh nhau pick, mà pick thì toàn win. Rồi, hết mana, về hồi mana lại lên tiếp. Nói chung là khi mà ép trụ là ghép cho team bạn xuất thủ luôn ý. Mà ghép liên tục luôn nha em nhé, có lợi thế là ép liên tục đấy. Anh em nhìn thấy cái khả năng ép trụ của đôi chưa, bằng cái chương 1 rất là khó chịu luôn. Cẩn thận nha ba ơi, tập trung đi chung với team này. Hai cái đồ không để thiếu chơi đôi đó là các bạn sử dụng mặt nạ Berit và cái trượng băng nhé. Có hai cái trang bị này rồi thì vừa cầu máu khó chịu, vừa có thêm khống chế ở cái chương 1. Đấy, đặt chiều vừa phạm vi rất là to rộng còn xa. Tính ra thì mà nói đi chơi đôi cũng, nếu mà tính ra để sử dụng kỹ năng thì rất là dễ, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng kỹ năng ra sao thôi, khi nào thôi anh em ơi. Và đặc biệt vị trí đặt chiêu nha, vị chiêu 2 và chiêu cuối. Ok, và mọi người yêu cầu mobile chơi còn tướng gì tiếp theo anh em nhớ comment bên dưới để mình thực hiện nhé. Và anh em chưa có link chơi game thì nhớ lên shop ủng hộ mobile Việt, link shop ở phần mô tả video clip cũ của mình nhé. Anh em nhớ vô những clip cũ của mobile, anh em có thể vào kênh mình ở phần trang chủ có clip cũ, anh em vô link shop nhé. Có một shop duy nhất thôi anh em nhớ vô. Hiện tại thì kênh của mình không thể để link trên clip mới được, anh em thông cảm cái sự bất tiện này nhé. Còn shop của mình vẫn đang hoạt động bình thường và vẫn đang có nhiều chương trình khuyến mãi để các bạn mua đích chơi game. Đấy, em trò không thở được luôn. Bây giờ có con Sisa tiên phong tới đây. Anh em ai yếu máu thì mình sẽ đặt chương 2 về nhá. Nhưng mà không ai yếu máu hết. Lên. Đấy, trời ơi. Rồi, mình đặt chương cuối ra, vào đây hồi máu này. Mình đặt chương cuối ra lên tiếp. Rồi, chuyển tiếp anh em ơi. Đấy, ép cái này thì sao mà đỡ được, win được luôn nhỉ, chưa một. Ok. Và có lẽ thì video của mình cũng đến đây là hết rồi. Một vị tướng thực sự với chiến thuật rất là đặc biệt nhất lên cô mobile. Anh em nhớ chơi nhé.